Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Bot Media. Trong bài hôm trước thì chúng ta đã tập với nhau vào vấn đề là đặt môi, cầm sáo và phát âm các nốt đầu tiên. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Các bạn hãy ôn đi ôn lại cái bài trước nhé. Bởi vì là cái bài đặt môi đó thì không phải chúng ta làm 1-2 ngày là làm được đâu. Trong quá trình chúng ta tập các bài tiếp theo thì cái bài đầu tiên đó chúng ta vẫn phải ôn lại và điều chỉnh dần dần, tập luyện dần để chúng ta có thể đặt môi được tốt và luyện hàng ngày để tiếng sáo được tốt hơn. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tập thế bấm của bên bàn tay trái, đó là các nốt Fa, Sol, La, Si, và có một bài tập nhỏ nhỏ để các bạn ứng dụng. Bắt đầu vào bài hôm nay thì chúng ta sẽ ôn lại một chút để khởi động nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt môi này, hơi mím môi này, lăn ống sáo ra một góc hợp lý. Đó, hai môi khép lại và trụm lại ở giữa, thổi ra đều ra lấy hơi đè xuống dưới bụng. Các bạn hãy lấy một cái điện thoại ra và để ý cái số giây ấy, bật cái chế độ đếm giờ lên và có thể là căn xem là chúng ta thổi được bao nhiêu giây nhá. Nên nhớ là cái hơi chúng ta thổi ra đều này, không thổi ra mạnh quá và cũng không thổi nhẹ quá. Ví dụ như này. Đó, khi mà chúng ta thổi chưa kêu á, là các bạn có một thói quen là cố gắng thổi thật mạnh, thổi thật mạnh. Đó, cái điều này là không hợp lý và cũng không cần thiết. Nên là các bạn hãy xem lại các bước đặt môi và điều chỉnh môi, dần dần chúng ta sẽ làm được. Đầu tiên chúng ta sẽ có thể là đếm theo nhịp nhá. Thổi từng nốt và đếm theo nhịp. Ví dụ như này. Đó. 3, 2, 3, 4, nghỉ. 3, 2, 3, 4, nghỉ. Đó, cứ tuần tự như vậy. Đó, lên nốt son. Tương tự nốt La và nốt Si cũng đều tương tự như vậy. Các bạn nhớ là hơi phải giữ ra đều này và thổi cố gắng là giữ cái luồng hơi nó thẳng. Thẳng là cái độ mạnh từ đầu đến cuối, duy trì, đừng bị như này nhá. Nghĩa là nó bị rung ấy, lúc mạnh lúc nhẹ, hoặc là bị bé quá, không là đạt hiệu quả, hoặc mạnh quá thì mất hơi nhanh. Cái việc chúng ta duy trì được luồng hơi cũng do yếu tố là chúng ta tạo được cái tia hơi. Cái tia ở giữa hai cái môi này chúng ta khép lại, tạo được một cái lỗ ra, nó nhỏ thôi. Thì cái lỗ này nhỏ thì sẽ kìm lại cái luồng hơi chúng ta thổi ra. Thì cái luồng hơi chúng ta nó được cái độ nén, thì nó sẽ không bị mất hơi nhanh, nó sẽ không bị mệt. Đó. Bây giờ chúng ta đi đến với một cái bài tập nhé. Một bài tập này để kết hợp các nốt với nhau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Mình sẽ tập qua một lượt và sau đó sẽ đếm nhịp cho các bạn xem nhé. Ba nốt Fa nhé. Đến nốt Fa thứ tư thì chúng ta sẽ ngân ra 4 phách. Fa 2 3 4 son 2 3 4. Đó, tuần tự như vậy lên nốt Si, sau đó lại quay lại nhé.
đến đây. Khi các bạn tập được một vòng như vậy từ phà lên si và từ si về phà thì chúng ta đã vừa tập được phát âm các nốt này và vừa tập được cái luồng hơi của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ làm tuần tự các vòng như vậy và giữa một vòng như vậy chúng ta sẽ nghỉ một chút để lấy hơi. Đó, các bạn nên nhớ là sau một câu ví dụ như phà 2 3 4 thì chúng ta phải lấy hơi nhé, lấy hơi, chuẩn bị hơi đầy đủ sau mỗi câu thổi sẽ không mệt. Đây là một bài tập tiếp theo này. Các ngón liền kề kết hợp lại fa son la si 2 3 4 si la son fa 2 3 4. Đầu tiên mới tập thì chúng ta có thể thổi tách ra các nốt fa son la si đó như này. Đến nốt si mới ngân 4 phách. Đó. Khi các bạn tập tốt rồi, có luồng hơi tốt rồi thì chúng ta có thể là cố gắng duy trì luồng hơi từ đầu đến cuối và nối liền các nốt lại. Ví dụ như này. Chúng ta không ngắt giữa chừng các nốt nữa. Đấy. Đầu tiên để dễ thổi thì chúng ta hãy ngắt ra nhé. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc bài tập ngày hôm nay. Và bài tập thứ 3 tiếp theo thì chúng ta sẽ tập tiếp về thế tay bên bàn tay phải, các nốt fa son fa mi re do. Trong bài tập ngày hôm nay thì yếu tố quan trọng là các bạn tập chậm, tập từng bước và mỗi một câu chúng ta lấy hơi đầy đủ, điều chỉnh góc độ thổi ra này, mím môi này và nhớ các yếu tố khác nữa. Rồi, chúc các bạn thành công với những các bài tập này nhé. Và xin chào các bạn, và các bạn hãy nhớ là subscribe và like và ấn nút chuông để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin chào.